trần gian đau đớn biết bao chúng sinh một đời đọa đày. Gian ua cơ hàn từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì muôn mê lầm. Ai người hy sinh hết tâm thân xuân độ ngàn chúng sinh. Giờ đây ta nhớ với bao thiết tha dưới mình Bồ Đề. Hồn Đức Thích Gia thường đêm đêm về không hề nao núng, thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say ngày mai ánh dương. Từng bừng ánh đạo vàng bao ngày đêm mong chờ, vôi nguồn sống từ bi vang lừng khắp trần gian. Ta nguyện vì đạo tiên ngắn mà gặp phải bài kinh dài, cho nên rồi quý thầy giảng hơi lướt qua chứ không có giảng kỹ, muốn cho người học nắm thật vững lời Phật dạy trong kinh để ứng dụng tu hành thì cái lợi ích nó lớn hơn. Vì vậy mà hôm nay nhắc lại cho quý vị nghe cái đoạn kinh trước mà chúng ta học qua rồi không được kỹ đó, cho quý vị nhớ học lại cho kỹ. Hôm rồi nhằm cái bài Ly Tướng Tịch Diệt phần thứ 14 phải không, cái bài đó là cái bài dài mà thời gian ngắn, cho nên bây giờ tôi lặp lại cái ý đó cho rõ, không có đọc chữ mà chỉ nhắc từng phần từng đoạn cho quý vị thấy cái lời dạy của Phật rất là chí thiết. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, rơi lệ mà bạch Phật rằng, có chỗ nói thế lệ bi khóc là khóc dầm về. Khóc dầm về nghe nó thường quá, cho nên ở đây chỉ dùng chữ rơi lệ thôi. Mà bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, rất ít có Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế. Con từ trước đến nay chưa được huệ nhãn, đã được huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người
được nghe kinh này, tâm tinh thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Phải biết người ấy thành tựu đệ nhất, cái công đức đệ nhất ít có. Bạch Thế Tôn, đây là thật tướng đó. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức là không phải tướng, thế nên Như Lai nói thật tướng. Qua một đoạn đó thì quý vị thấy nó có những cái hơi lạ, là Ngài nói rằng ở đời sau có những người được nghe kinh này mà cái lòng tin được thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Rồi khi nói thật tướng thì nên biết người ấy sẽ thành tựu đệ nhất công đức hy hữu. Vì vậy, như vậy thật tướng là cái gì? Sanh tâm thật thanh tịnh tức sanh thật tướng. Tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là tướng gì? Đó. Như vậy thì chữ thật tướng ở đây Ngài chưa có nói rõ, nhưng ở sau thì Ngài sẽ nói thật tướng ấy tức là phi tướng. Thật tướng ấy tức là phi tướng. Tại sao thật tướng tức là phi tướng? Chứ thường thì người ta nói những tướng giả, rồi những tướng giả nó là không phải tướng vì nó không thiệt. Còn đã là thật tướng là tướng thiệt, mà tướng thiệt tại sao lại không phải tướng? Như vậy là lấy cái gì để hiểu cái thật tướng này? Thật tướng là tướng gì? Chỗ khác nói thật tướng tức vô tướng, phải không? Ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. Nhớ cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng đó, phải không? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó đoạn trước. Thì như vậy chữ thật tướng ở đây là không có tướng. Không có tướng là thật tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả tướng hết. Thì tất cả con người cho tới muôn vật trước mắt chúng ta thấy, những cái tướng đó, tướng nào là tướng thật? Bây giờ phải định nghĩa thật là sao đi. Lâu nay mình nói thật, nói giả tứ tung mà không có định nghĩa rõ thật là thế nào thật, giả là thế nào giả, thế nào là thật. Thí dụ như có cái bàn, cái ghế mà làm bằng những cái thứ xấu thì mới nhìn qua thấy nó cũng có dáng đẹp đẹp, nhưng mà nó không phải là thứ thiệt. Ví dụ như nó làm, nó sơn như từ những cái gỗ thường mà giống như là gỗ cẩm lai hay gỗ gõ, thì mình thấy, mình coi, mình phân biệt được, nói cái này là không phải thiệt, phải không? Cái này là giả. Nghĩa là cái này không phải gỗ thiệt, là gõ, là cẩm lai, mà bây giờ họ sơn giống vậy, cho nên nó là giả, phải không? Như vậy cái thiệt đó là nguyên, nguyên chất của cái thứ đó. Đó là nói cái giả đối với cái đồ vật. Còn cái giả đối với thời gian, cái gì mà 5 ngày, 3 ngày nó tan hoại thì cái đó là giả hay thật? Giả. Còn cái gì được 7-80 năm mới hoại thì cái đó giả hay thật? Thật. Phải không? Như vậy thì thời gian còn của nó ngắn quá thì mình gọi là giả. Thí dụ như bong bóng nước nổi lên cái rồi nó tan, hay là những cái gì rất là tạm bợ đó thì gọi đó là giả. Còn cái lâu dài hơn đó, thì gọi nó là thiệt. Phải vậy không?
Nhưng mà cái giả cái thiệt đó đánh giá thời gian. Như vậy thì tôi nói thí dụ, một người sanh ra chừng 3 hôm chết thì người đó giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Chắc ai cũng nói giả, vì mới có 3 bữa mất rồi. Như vậy thì người sanh tới 10 tuổi chết thì giả hay thiệt? Nếu người 10 tuổi chết cũng giả thì người 40 tuổi chết giả hay thiệt? Giả rồi. Người 70-80 tuổi chết giả hay thiệt? Nếu nó giả thì từ cái manh nha ban đầu giả thì cuối cùng cũng giả, phải không? Chỉ kéo dài thời gian thêm một đoạn nữa thôi mà nguyên chất nó là giả rồi. Vậy mà người mới thấy ít thôi về chết cái nói cái bộ người đấy tạm bợ giả dối quá. Còn người mà được 30-40 năm đó, người đó thiệt đó, phải không? Rồi ai cũng cho mình là thiệt, rồi tranh đua giành giật hơn thua phải quấy đủ thứ để mà làm mệt nhọc đau khổ với nhau. Mà rốt cuộc rồi tới cuối cùng cái phút chót ra đi thì chừng đó nói giả là thiệt. Bây giờ giả sử người sống tới 90 tuổi hay là 100 tuổi tắt thở ra đi, lúc đó bà con thân quyến thấy người đó thiệt hay giả? Dù 100 tuổi mà chết cũng là giả như thường à, phải không? Thì vì 100 tuổi chết giả thì 80 tuổi chết giả, rồi 50 tuổi chết giả, 30 tuổi chết giả, 10 tuổi chết cũng giả, 3 tuổi chết cũng giả. Giả từ đầu tới cuối chứ phải chỉ có chặn dưới giả, chặn trên là thiệt, vô lý vậy, phải không? Mà chúng ta lâu nay sống với một cái vô lý đó, rồi cứ nghĩ ai mà sống dai đó là thiệt, ai sống mà yểu đó thì đó là giả. Tuổi thọ yểu là giả, tuổi thọ dài á là thiệt. Như vậy thì cái giả thiệt đó lấy cái gì làm chuẩn? Đặt là thời gian, phải không? Đó, thời gian làm chuẩn. Bởi vậy cái gì giả thì cứ nói như bong bóng nước hay là cái chớp vân vân, nó thấy đó rồi nó mất thì đó là giả. Còn nếu thấy lâu lâu á mới mất thì thiệt. Như vậy được không? Thấy lâu lâu mất, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái thời gian của mọi người chúng ta còn ở trên thế gian này, trong cái thời gian đó đó, nó là thật hay là giả? 50 năm qua nhớ lại cái giống giấc mộng không? Cái gì được, cái gì mất, cái gì thành, cái gì bại, ngồi lại nhớ tất cả cái qua như giấc mộng chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì giả hay thiệt? Nếu mà nó thiệt thì hồi mình biết hoàn cảnh thế nào, con người thế nào, anh em cha mẹ thế nào thì còn nguyên mãi tới bây giờ, phải không? Nhưng bây giờ ngồi lại kiểm coi, ông bà mất, cha mẹ mất, anh chị mất, đủ thứ mất hết trơn á, còn mình chơi dơ mai mốt mình cũng mất nữa, mà nói thiệt là thiệt được không? Quý vị kiểm là thiệt được không? Vậy mà chúng ta nói là thiệt, cho cái gì có tướng hơi lâu lâu á, cái đó mới là thiệt. Như vậy thì ở đây Phật nói ngược lại với mình hết, vô tướng là thật tướng, càng có tướng là cái tướng giả, tạm thời, có rồi mất. Đứng về mặt thời gian nó không phải thiệt. Còn đứng về mặt không gian, tướng giả đó là duyên hợp, không tự có. Mà không tự có, đợi đủ duyên mới có, thì duyên hợp mới có, thì cái có đó là hư dối, không thật. Quý vị chịu không? Chịu không chịu? Chịu. Chịu. Làm thinh tôi nghi quá. Như vậy thì chấp nhận cái tướng gì duyên hợp thì cái tướng đó là hư giả. Mà đã là duyên hợp, hư giả là một mặt đứng về mặt không gian. Còn đứng về mặt thời gian thì cứ qua mất cũng là giả luôn. Thì như vậy
muôn vật ở trên thế gian này không cái gì thoát ra khỏi thời gian và không gian, có hình có tướng thì đều bị cột trói trong thời gian và không gian. Chỉ có cái nào không bị cột trói cái đó. Cái hư không này chừng nào nó diệt, quý vị nói tôi nghe coi. Chừng nào nó diệt? Mà hư không có tướng không? Có duyên hợp không? Mà đó, như vậy thì vô tướng hay là phi tướng, tức là thật tướng. Đó. Tướng thật là cái không tướng đó. Nhưng mà nói vậy rồi, những người chưa có nghe sâu sẽ có hiểu lầm. Như vậy hư không đó là cái thật, mà hư không là cái thật, thì như vậy mình tu tìm cái thật riết mình thành hư không, phải không? Như vậy tìm cái thật tức là mình đi tới hư không. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật Ngài đã có giải cái chỗ đó rõ. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản như vậy để định nghĩa cái thật tướng muôn đời không có biến đổi. Tất cả cái chân thật đó không đợi duyên hợp, không đợi duyên hợp, không bị thời gian cuốn trôi, thì cái đó mới là cái tướng thật. Còn cái gì thuộc thời gian, thuộc không gian thì đều là tướng giả hết. Như vậy thì cái thân mình nó thuộc về cái gì, quý vị xét kỹ coi. Nó đủ hai điều kiện đó không? Thời gian, không thời gian với không gian, nghĩa là chúng ta duyên hợp có một cái diện tích bao lớn đó, bao nhiêu ký đó ở giữa không gian này, đó là tướng duyên hợp. Rồi qua thời gian, ngày qua ngày kết tụ lại thành tháng, tháng thành năm, tính ra bao nhiêu tuổi vân vân, rồi cái cũng hoại hết. Như vậy thì chúng ta chỉ có mặt vì cái duyên hợp tạm bợ và theo thời gian là biến hoại không còn. Mà đã là duyên hợp thì không có cái chủ thể, có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhà này là cái gì chủ thể cái nhà? Cột phải chủ thể không? Có cột mà không có vách thì cũng không được, mà có cột có vách mà không có kèo vân vân cũng không được. Như vậy thì cái nhà thấy có một cái nhà nguyên vẹn chúng ta nương ở, nhưng mà cái nhà đó nó không có chủ thể duyên hợp, cho nên nó là tạm bợ không thiệt. Từ cái nhà chúng ta nhìn lại cái bàn, cái ghế, có cái gì là chủ thể cái bàn, cái gì là chủ thể cái ghế không? Nếu nói thì cái bàn chắc gỗ là chủ thể, mà gỗ mà không có bào, không đục, không cưa thì thành được cái bàn không? Rồi không có ông thợ mộc nữa thì cái bàn cũng không có. Như vậy thì bàn cũng không có cái gì là chủ thể, cái ghế không có cái gì là chủ thể. Tóm lại tất cả cái có tướng đều là duyên hợp tạm bợ, không có chủ thể. Rồi con người của mình ở đây, cái gì là chủ thể? Quý vị nói cái gì? Xương có phải là chủ thể không? Nhờ nó cứng, nó có cái vàng sẵn rồi, cái đắp máu thịt vô, gân cột lại thành cái thân này, phải không? Như vậy thì xương có phải là chủ thể không? Cũng không phải. Như vậy thì cái gì chủ thể của cái thân này? Xét kỹ rồi cái gì? Chắc quý vị sẽ nói cái mình biết đó, phải không? Là chủ. Như vậy cái biết đó, cái biết nào là chủ? Thân này các cái phần kết hợp lại không có chủ, thì cái biết là chủ. Bây giờ đặt câu hỏi, cái biết nào là chủ? Cái biết thương là chủ, biết giận là chủ, biết buồn là chủ, biết ghét là chủ, cái nào? Chỉ ra một cái đi. Bây giờ quý vị tìm coi cái gì là chủ. Thân không phải là chủ, không có cái chủ.
rồi cái biết buồn thương giận ghét cũng không có một cái làm chủ nữa. Như vậy cái gì là chủ của thân này? Vậy chứ động tới cái vỗ ngực đồ, ta đây, thấy không? Ta thế này, ta thế kia, ta đó là chủ chứ gì. Mà cái ta hỏi cái nào là ta đây? Chỉ dùm cái ta rồi sẽ cãi. Tí dụ như nói chuyện hơn thua nhau, cái vỗ ngực ta đây, định không thua ai. Rồi hỏi thử cái gì là ta, trả lời dùm cái đó rồi hãy nói hơn thua. Quý vị chịu không? Tìm cho ra cái ta rồi mới định nghĩa hơn thua. Còn nếu cái ta không có thì còn gì nữa hơn thua. Vậy mà tất cả chúng sinh, kể cả người tu, bỏ cái ta không được. Cái ta đã là giả dối, là tạm bợ, mà lúc nào cái bộ nó cũng trực sẵn giành quyền chủ hết rồi, phải không? Vừa động tới cái phần xác thịt hơi xúc chạm một chút, cái là phiền cũng nổi nóng lên, dám làm phiền, dám khinh dễ ta, phải không? Rồi động tới phần tinh thần, nói gì, nghĩ cái gì, bàn gì, nói là nói bậy, nghĩ bậy, động tới cái ta nữa, phải không? Như vậy cái ta của vật chất, cái ta của tinh thần, hai cái ta đó nó thiệt không? Quý vị chỉ cần trả lời tôi coi thiệt hay không thì thấy quý vị tu ra sao liền. Cái ta của thể xác vật chất và cái ta của hơn thua phải quấy trong tinh thần, nó có thiệt không? Không thiệt, phải không? Nói cho thiệt mạnh, không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì quý vị khỏi cần tu, khỏe lắm, chửi cũng cười. Còn nếu thấy thiệt á, thì quý vị cố nhẫn, nhẫn chứ cũng đỏ mặt đỏ mày, phải không? Vì gì thấy nó thiệt. Như vậy thì thấy không thiệt là chúng ta tu một cách hết sức dễ dàng. Còn thấy nó thiệt là chúng ta tu hết sức là cay đắng. Như vậy thì thấy cái không thiệt, thấy là không thiệt, thì thấy đó gọi là thấy của người nào? Người mê hay người tỉnh? Người giác hay người mê? Thấy đúng như thật, đó là giác. Thấy sai sự thật, đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu Phật là để tiến tới chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ thì những lẽ thật Đức Phật chỉ, chúng ta phải nhận cho đúng, khẳng định nó giả là giả, không có nghi ngờ tí nào hết. Như vậy đó mới gọi là giác. Còn nghe kinh nói giả thì cũng nói theo giả, mà ra đối chạm, đối mặt, xúc chạm với người thì thiệt hết trơn. Thì cái đó là mê hay tỉnh? Tỉnh ở trong cái đạo tràng, trong cái giờ nghe pháp, phải không? Ra khỏi đó cái mê trở lại. Như vậy thì cái giờ nghe pháp nhiều hay cái giờ tiếp xúc với mọi người nhiều? Cả tuần lễ mới được 2-3 buổi nghe pháp rồi. Mà 1-2 buổi đó nó cũng tỉnh, mà tỉnh sơ sơ thôi. Tỉnh mà tỉnh giới hạn chứ không phải tỉnh hoàn toàn. Cho nên khi nghe thì thấy dường như tỉnh. Bước ra khỏi cái nhà giảng rồi, ai gạo, ai chọc câu gì cho tức kê, lúc đó mê trở lại như thường, phải không? Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải tìm, phải thấy được cái chân thật. Mà tìm thấy được chân thật tức là chúng ta giác. Như vậy thì ở đây Đức Phật chỉ cái thật là phi tướng, thật tướng là phi tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả hết trơn. Như vậy thì ở đây chư tăng, chư ni ai cũng hiểu được thật tướng tức là phi tướng hay là vô tướng. Hiểu hết rồi. Quý vị có người nào nghi nữa không? Có nghi không? Không nghi phải không? Không nghi lát nữa ra ngoài người ta chọc câu thử coi.
coi cái đó thật hay là giả. Nếu mà người ta nói một câu khinh miệt mình mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt, hiểu được, sống được. Còn nếu người ta nói một câu xúc chạm tới giá trị gì của mình đó mà mình nổi nóng lên thì đó là cái thứ giả hiệu, phải không? Như vậy thì muốn đi sâu trong cái lý chân thật của đạo thì chúng ta phải hiểu rõ tất cả cái tướng hư giả là hư giả. Phải thấy cho được, biết cho rõ nó. Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền cốt quý vị muốn lùa đuổi cái gì ra? Muốn đuổi ba cái vọng tưởng cho nó đừng có làm rối loạn mình, phải vậy không? Mà muốn đuổi nó, nhưng mà nghe ai nói cái gì, một câu khen, câu chê mình đều nhớ biết nó là thật hết, thì dễ đuổi và khó đuổi. Ngồi thiền tính để yên, mà nhớ hồi nãy Quynh đó nói đó là nói nhục mình đó, nhớ vậy rồi cái yên được không? Rồi nó ôn tới ôn lui, ôn rồi hồi nó lý luận cách nào để trả thù. Như vậy thì buổi ngồi thiền gần hết trơn. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái tướng này là không thiệt, cái tâm nghĩ suy sanh diệt cũng không thiệt. Thì khi mà có bị xúc chạm tới khinh chê hoặc là khen ngợi, chúng ta cười không có gì quan trọng, thứ đồ bỏ đó mình, phải không? Ngồi thiền cứ nhớ là ôi đồ bỏ, không giá trị gì hết, cái rồi nó dễ yên làm sao. Như vậy thì tu muốn cho tâm yên định, trước phải biết rõ đúng như thật đối với người và đối với các pháp. Biết đúng như thật rồi thì tu nó dễ như trở bàn tay. Cho nên Bát Nhã là cái kiếm bén ruồng đuổi dẹp sạch tất cả những cái thứ chướng ngại trên con đường giác ngộ của mình. Mà nếu không cầm cái kiếm đó để ruồng đuổi thì tất cả dây rồi gai gốc nó ngăn trở con đường tiến tới, muốn được giác ngộ cũng không giác được. Đó là tôi nói hơi khác. Còn nói thẳng thì chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta đã đi trên con đường giác ngộ rồi, phải không? Khỏi cần ruồng gì hết đó. Thấy đúng như thật thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Thấy sai sự thật là chúng ta đang bị mê lầm, đang bị cột trói. Như vậy thì tu để được giác ngộ thì quý vị nhớ phải làm sao đây? Mà mỗi đêm bắt phải tụng Bát Nhã đó. Nếu muốn được tiến tới mãi mãi trên đường giác ngộ thì phải đi bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ mình không thiệt, cảnh không thiệt thì còn cái gì làm chướng ngại mình? Mà thấy đúng như thật thì cái gì mà chấp ngã, chấp nhân? Đó là cái hết sức quan trọng mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ để quý vị thấy mà tu. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật dạy rằng thật tướng đó tức là phi tướng, cái đó không có tướng mạo. Thế nên Như Lai nói là, gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ là khó. Nếu đời sau, sau khoảng 500 năm, trong khi đó có chúng sanh được nghe kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất hy hữu, tức là đệ nhất ít có. Vì cái